Ngày 7 tháng 9 vừa qua thì nhóm Lang thang An Giang đã thay mặt các mạnh thường quân để 100 phần quà đến bà con ở Cùng Phước thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là ấp nghèo nhất của xã Mỹ An. Mỗi phần quà gồm gạo, trứng và rau củ. Cảm ơn các anh chị cán bộ ở xã Mỹ An và ấp Mỹ Lợi đã nhận phân phát quà đến tận tay các người dân nơi đây. Nè. Mỗi phần quà chỉ gồm 10kg gạo, 10 hộp vịt và rau củ. Tuy nhỏ thôi, nhưng nhóm Lang thang An Giang và các mạnh thường quân hy vọng góp phần nào đó chia sẻ khó khăn với bà con trong mùa dịch Covid năm nay. Cô nhận giùm con. Kỳ sao? Dạ. Cắm này hả? Cắm này dưới này đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.